Quý anh chị thân mến, và tiếp theo trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn quý anh chị và các bạn là cách làm thế nào để hiển thị xác nhận xóa file trong Windows 10. Thì đối với cái bản Windows 7 trở em về trước thì mỗi khi bạn tiến hành xóa một cái tập tin hay là thư mục thì hệ thống sẽ lập tức gửi cho bạn cái thông báo là xác nhận xem là bạn có thực sự muốn xóa cái tập tin hay là cái thư mục đó hay không. Tuy nhiên thì bắt đầu từ Windows 8 trở lên thì tính năng này đã được Microsoft tắt đi theo cái mặc định để lược bớt các cái thao tác. Xong thì điều này cũng rất dễ dẫn đến cái trường hợp là người dùng xóa nhầm phải cái tập tin hay là cái thư mục rất quan trọng mà không biết. Vì thế mà trong cái nội dung video này thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người là cách để chúng ta khôi phục hộp thoại xác nhận khi mà tiến hành xóa một cái tập tin hay là cái thư mục để hạn chế sai lầm đáng tiếc. Và bây giờ chúng ta sẽ làm các cái bước như sau. Để hiển thị xác nhận xóa file trong Windows 10 thì chúng ta sẽ làm có hai bước rất là ngắn gọn. Bước thứ nhất thì từ giao diện của màn hình desktop thì chúng ta hãy bắt đầu nhấn chuột phải vào biểu tượng của thùng rác rồi chọn cái mục Properties đây. Rồi bước thứ hai là chúng ta tiếp theo là trong cái giao diện của hộp thoại thùng rác thì các bạn hãy đánh dấu vào cái tùy chọn Display delete, tức là cái dòng này là hiển thị hộp thoại xác nhận khi mà xóa file, rồi nhấn OK để lưu lại. Đây rất là nhanh gọn, qua hai bước rất đơn giản. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành làm cái phần này. Đây là cái trường hợp mà tôi sẽ lấy một cái ví dụ để cho chúng ta xem. Đây, ví dụ như chúng ta thấy đây, tôi có một cái tài liệu là kỷ niệm 19 năm ngày ra trường. Ví dụ như ta chưa thực hiện các cái phần này thì trước khi thực hiện thì nó sẽ như thế này, ta bấm vào đây để ta xóa thì nó sẽ tự nhiên là mất luôn, không hỏi lại. Đấy là một cái trường hợp cũng rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta không biết cách để lấy lại thì nó sẽ bị mất luôn. Thì đây, bấm xóa này, bấm vào rồi xóa là nó sẽ mất luôn, nó không hỏi lại một cái gì cả. Thế thì bây giờ ta sẽ vào đây để chúng ta làm lần lượt từng bước một như sau. Để bước thứ nhất này, đây ta sẽ bấm chuột phải vào cái thùng rác này và chọn Properties ở đây. Đây ở trong cái bảng này chúng ta thấy là có cái chỗ Display delete ở đây, thì chúng ta bấm vào cái ô vuông này thì nó sẽ hiện cái dấu tích ở đây, tức là nó sẽ hỏi khi mà chúng ta định xóa một cái file nào đấy là nó sẽ hỏi lại chúng ta xem là có chắc chắn là để xóa cái file đó hay không. Và bấm vào đây rồi sau đó chúng ta bấm vào Apply ở đây và bấm OK. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra lại xem. Bây giờ ta muốn xóa cái tập tin kỷ niệm 19 năm ngày ra trường này thì ta sẽ bấm xóa này, thì nó sẽ hỏi lại xem chúng ta là có chắc chắn để xóa cái file này hay không. Thì chúng ta sẽ bấm vào Yes là muốn xóa hay là không muốn xóa. Đấy, các bước làm rất là đơn giản thôi. Mong rằng với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.